Hello, xin chào các bạn. Tôi, bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa, chuyên gia hàng đầu về trẻ hóa vòng kính và trẻ hóa da. Là phụ nữ, ai cũng muốn trẻ mãi không già, đúng không nào? Vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vấn đề về lão hóa da và các cái phương pháp làm trẻ hóa da để cho chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn và chúng ta tự tin hơn với cái tuổi của mình. Trước tiên, chúng ta phải định nghĩa thế nào là lão hóa da. Lão hóa da là một cái quá trình suy giảm các chức năng của da, về tuần hoàn máu, về hệ bạch huyết cũng bị suy giảm, và nó làm hủy hoại cái cấu trúc nền của da, làm suy yếu cái mao mạch dưới da, và cái độc tố thì nó không đào thải được ra bên ngoài. Thì cái trẻ hóa da là một cái ngôn từ chuyên ngành của bên thẩm mỹ, người ta nhắc đến để nhằm cái khắc phục lão hóa da như là nếp nhăn nè, nếp chân chim nè, da chảy xệ, giúp da trở nên mịn màng, săn chắc và chúng ta lấy lại cái tuổi thanh xuân vốn có của chúng ta. Vậy biểu hiện của lão hóa da là gì? Thì khi mà da chúng ta bị lão hóa thì cái da nó sẽ hình thành nếp nhăn, nếp gấp, và các cái nếp nhăn này nó sẽ dễ xuất hiện ở các vị trí như là ở trên trán chúng ta, ở mắt, ở khóe miệng. Trên trán thì thường thường thì cái nếp nhăn nó sẽ nằm ngang, quanh mắt thì chúng ta sẽ có những nếp nhăn nhỏ hình rễ quạt chúng ta khi cười. Và theo thời gian thì các cái nếp nhăn này nó hằn sâu hơn, đặc biệt là giữa mũi và miệng thì được gọi là nó hình thành các nếp gấp, hay là gọi người ta gọi là cái rãnh mũi má đó các bạn. Và cái biểu hiện thứ hai về da lão hóa nữa là da khô và thiếu sức sống. Da chúng ta bị lão hóa thì khả năng phản xạ ánh sáng rất là kém, hấp thu rất là nhiều cái tia cực tím và làm cho da của chúng ta bị khô, và chức năng bảo vệ da của lớp sừng ở lớp ngoài cùng nó bị thương tổn, và cái da nó cũng không thể giữ ẩm được. Và cái biểu hiện lão hóa thứ ba nữa là cái da nó chùng nhão, mất cái tính đàn hồi. Thì khi mà chúng ta tuổi tác càng cao, các sợi collagen với elastin nó bị thiếu hụt thì nó khiến da của chúng ta sẽ bị chảy xệ, chùng nhão xuống. Cái biểu hiện nữa của da lão hóa đó là các đốm sậm màu trên da xuất hiện nhiều hơn, hay là người ta gọi là cái vấn đề mà đồi mồi, đó là một cái biểu hiện của da lão hóa. Và da lão hóa thì nó cũng xuất hiện nám nhiều hơn, nó dễ bị nám hơn, dễ bị các tia của mặt trời, ví dụ như tia UVA, UVB sản sinh melanin thì nó sẽ làm da chúng ta sậm màu hơn. Về cái nguyên nhân mà gây lão hóa là cái gì? Thì nguyên nhân nó gồm có yếu tố bên lão hóa gây bên trong và cái nguyên nhân là yếu tố bên ngoài. Thì cái nhân tố mà bên trong gây lên lão hóa là cái gì? Cái thứ nhất về vấn đề tuổi sinh học. Nếu chúng ta càng lớn tuổi thì vấn đề lão hóa của chúng ta càng diễn ra. Cái thứ hai là cái gì? Là cái lưu thông mạch máu kém, thì vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến cái bề mặt da nó sẽ bị cản trở. Đặc biệt là đối với phụ nữ đó các bạn, thì nó có cái hoạt động của não bộ tuyến yên buồng trứng. Khi chúng ta tới cái tuổi mãn kinh thì cái buồng trứng nó suy giảm, nó sẽ làm cho rối loạn nội tiết của nội tiết tố nữ, thì nó sẽ gây sự lão hóa nhiều hơn. Một các cái yếu tố bên ngoài để gây lão hóa là chúng ta phải kể đến trước tiên là ánh nắng mặt trời, cái thứ hai là chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, và cái nữa là vấn đề chăm sóc da của chính bản thân chúng ta sẽ chăm sóc, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề lão hóa của chúng ta. Để chống lại sự lão hóa thì ngày nay có rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta có thể chống lại sự lão hóa của da để làm trẻ hóa da. Thì hiện tại thì có 14 cái phương pháp mà mình có thể làm chống lại cái lão hóa da, làm trẻ hóa da rất là tốt. Phải kể đến thứ nhất là chúng tôi sẽ kể đến là vấn đề về bôi. Chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm bôi thoa. Thì bôi thoa đầu tiên chúng ta phải là quan trọng là chống nắng, và chống nắng thì chúng ta sẽ sử dụng kem vật lý hoặc hóa học như thế nào cho phù hợp với làn da của mình. Chúng ta sử dụng thêm viên uống chống nắng, chúng ta dưỡng ẩm bằng HA và glycerin, hoặc là ceramic, AHA, BHA, và chúng ta sử dụng những cái hoạt chất chống sự lão hóa là chống oxy hóa đó các bạn. Tại vì khi chúng ta biết rằng cái gốc tự do nó sẽ làm cho chúng ta lão hóa rất là nhanh, thì chúng ta sử dụng những cái chất chống lão hóa như giống như là ví dụ như là glutathione hoặc là retinol. Chúng ta có thể sử dụng cái kem bôi vitamin E, vitamin C hoặc là những cái kem mà có chứa COQ5 hoặc Q10. Về đường uống thì chúng ta có thể sử dụng cái glutathione. Cái glutathione là một cái chất và chống gốc tự do oxy hóa, nó gốc tự do rất là mạnh và rất là tốt. Và cái glutathione này nó sẽ sửa chữa và biệt hóa tế bào, nó ức chế cái men tyrosina, nó làm giúp cho sáng da. Và cái thành phần mà để mà điều trị mà để trắng sáng da thì thường thường là người ta sử dụng cái glutathione. Cái đường uống nữa chúng ta có thể uống đó là vitamin C. Vitamin C thì chúng ta uống cái hàm lượng là khoảng từ 500 tới 1.000 mg một ngày. Và vì cái vitamin C thì nó có cái thành phần chống oxy hóa cũng rất là mạnh. Một cái viên uống nữa là vitamin E. Thì vitamin E nó ngăn ngừa hình thành cái gốc tự do bằng cách là phá vỡ các cái chuỗi phản ứng của cái gốc tự do.
Và cái liều uống thì chúng ta cũng uống phải khoảng từ 1.000 tới 1.500 đơn vị một ngày thì nó mới hiệu quả. Chúng ta cũng có thể uống cái viên collagen hoặc là chúng ta uống cái viên vitamin B3, thì cái đó là những cái thành phần mà nó sẽ làm chống lão hóa da rất là tốt. Cái phương pháp trẻ hóa da thứ ba đó là laser. Thì laser chúng ta sẽ dùng cái chế độ mà bắn toning, là chúng ta bắn cái ở mức độ là cái bước sóng 1064, thì nó sẽ làm cho trẻ hóa da. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái IPL là một cái sóng mà ánh sáng xung, hoặc chúng ta dùng Resino CO2 để trẻ hóa da và thu nhỏ cái lỗ chân lông. Chúng ta cũng có thể dùng cái laser Q-Switch, QB laser. Phương pháp mà làm trẻ hóa da thứ tư đó là lăng kim. Lăng kim là một cái phương pháp làm tạo cái tổn thương giả. Chúng ta kích thích cái hoạt động phản ứng viêm lành vết thương, tức là chúng ta tạo cái vết thương giả dựa theo cái cơ chế là làm lành vết thương của cơ thể. Và cái lăng kim này nó sẽ tạo những cái lỗ nhỏ li ti, nó tăng cái sức thẩm thấu, nó tác động trực tiếp vào collagen và elastin, kích thích được tăng sinh lên. Và đó là một cái phương pháp thì nó cũng an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với lại những cái nếp nhăn ở trên bề mặt. Cái phương pháp thứ năm mà để trẻ hóa da phải nói là đang là hot nhất hiện nay, đó là phương pháp PRP. PRP đó là một cái phương pháp mà dùng huyết thanh dầu tiểu cầu. Chúng ta sẽ chiết tách huyết thanh ra và sử dụng cái huyết thanh dầu tiểu cầu để mà kích thích chúng ta hoạt hóa tiểu cầu, thì nó làm cho tái tạo da, tạo tế bào mới, sửa chữa tất cả những cái vấn đề hư tổn của da. Và cái PRP nó là một cái phương pháp dùng máu tự thân của mình, tế bào gốc tự thân, và khi chúng ta vào cấy vào da của mình thì nó không gây kích ứng. Đó là một cái phương pháp an toàn tuyệt đối, và hiện nay thì nó được sử dụng rất là rộng rãi trong cái vấn đề mà chúng ta làm áp dụng làm trẻ hóa da, và cái hiệu quả của nó cũng rất là cao. Cái phương pháp trẻ hóa thứ sáu đó là dùng phương pháp mesotherapy. Đó là chúng ta tiêm, đó là một cái liệu pháp sử dụng các liều thuốc nhỏ mà chúng ta đưa vào trực tiếp vào trong da và tại cái vùng điều trị, nhằm lên gây lên những cái tác dụng điều trị nhờ vào cái hiệu ứng sinh học. Đây là một cái phương pháp rất là an toàn và tác dụng thì rất là kéo dài. Nhưng mà vấn đề chúng ta nên chọn lựa những cái hoạt chất chính hãng để chúng ta hạn chế những cái biến chứng của cái phương pháp này. Phương pháp thứ sáu đó là peel da hóa học. Peel da hay là một cái kỹ thuật thực dùng chất hóa học để phá hủy cái lớp tế bào ngoài cùng của da bị hư hỏng, và sau đó thì cái lớp da này nó sẽ được tái tạo lại bằng những cái lớp tế bào đáy của thường bì. Cái bản chất, cái hoạt chất thường là AHA, BHA hoặc là cái PHA hoặc retinol, tùy mức độ peel mà giúp cái trẻ hóa từng lớp trên cái da mặt của mình. Cái phương pháp thứ 8 là HIFU các bạn. HIFU là sử dụng cái sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Cái HIFU nó sẽ giúp nâng cơ, xóa nhăn, giảm tình trạng chảy xệ của da, và cái hiệu quả thì nó kéo dài khoảng chừng 6 tháng. Và đây là một cái phương pháp ít xâm lấn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả nó phụ thuộc vào kỹ thuật của bác sĩ trị liệu và cái chất lượng của máy. Tại nếu mà chúng ta sử dụng những máy tốt thì chất lượng nó, cái thời gian tác dụng lên da nó sẽ kéo dài. Còn nếu cái máy mà nó không được tốt thì nó sẽ ngắn thôi. Một cái phương pháp thứ 9 đó là Thema. Thema là Radio Frequency. Đó, chúng ta cái máy này thì nó sử dụng là cái sóng RF. Nó là vô tuyến điện đơn cực. Nó hiệu quả với các nếp nhăn nông ở trên bề mặt. Và cái đầu tiếp thì nó tùy từng cái vùng riêng biệt mà nó tác dụng khác nhau. Cái phương pháp thứ 10 là filler. Thì filler là một cái thuật ngữ chung của cái chất làm đầy. Cái thế hệ mới bây giờ thì bản chất nó là HA. Và HA là một trong những thành phần của cơ thể của mình, thế nó rất là an toàn. Thì cái filler này nó sẽ bù đắp lại cái phần tổ chức bị thiếu hụt, và nó làm tăng thể tích lên, thì nó sẽ làm đầy cái vết nhăn của mình, và nó làm trẻ hóa da. Và cái nguy hiểm của cái filler là nếu mà chúng ta làm không đúng kỹ thuật, nó sẽ có thể tiêm vào mạch máu và gây được biến chứng rất là nguy hiểm. Cái phương pháp 11 đó là Botox. Botox là chúng ta dùng, cái bản chất của Botox là gì? Bản chất của Botox là cái độc tố thần kinh cho cái vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra. Thì cái chất này nó sẽ ức chế cái giải phóng chất trung gian hóa học của các đầu synapse thần kinh, và nó ức chế cái sự co cơ, thì nó làm cho chúng ta xóa nhăn trong thẩm mỹ. Và tùy cái vùng có chỉ định liều lượng cụ thể thì cái phương pháp thứ 12 là cấy mỡ. Chúng ta có thể dùng mỡ tự thân, và thường thì chúng ta lấy cái vùng mỡ ở mặt trong đùi, đem cái lớp mỡ này đi quay ly tâm, và chúng ta sẽ bổ sung vào cái phần thiếu hụt của thể tích của cơ thể, thì nó sẽ làm trẻ hóa da và nó làm cái đệm đỡ cấu trúc da, thì da mặt chúng ta sẽ được đầy đặn lên và chúng ta sẽ được trẻ hóa da. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái phương pháp đòi hỏi về kỹ thuật cao, phải vô trùng tuyệt đối. Cái phương pháp thứ 13 đó là căng chỉ.
Thì căn chỉ hiện nay là một cái biện pháp làm kích hoạt cái phản ứng viêm, nó tăng sinh cái sơ sợi và collagen. Thì bản thân chỉ nó có tác dụng như là một cái khung đệm để đỡ cái cấu trúc của da, và chỉ khi mà nó hòa nhập với mô thì nó tác dụng giống như là một cái chất làm đầy. Thì cái kỹ thuật cấy chỉ cũng phải được thực hiện phải người có được đào tạo. Cái phương pháp cuối cùng, phương pháp thứ 14, đó là phẫu thuật căng da mặt. Thì phẫu thuật thì các bạn biết rồi, đó là một cái phương pháp xâm lấn, cần phải gây mê, cần phải bác sĩ có chuyên khoa. Và khi mà chúng ta phẫu thuật căng da mặt thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái vùng da mặt bị trùng chảy xệ đi. Và dĩ nhiên thì khi các bạn biết rồi, phẫu thuật thì nó sẽ để lại sẹo, và nó sẽ người ta dĩ nhiên ta cho có những cái phương pháp ta giấu sẹo ở sau mang tay nè các bạn, thì nó sẽ giấu cái vết sẹo. Nhưng mà tuy nhiên thì vấn đề để sẹo là đương nhiên phải có, và nó phải được thực hiện ở cơ sở có điều kiện đầy đủ thì mới thực hiện được cái phẫu thuật này. Các bạn thân mến, tôi vừa chia sẻ cho các bạn một số vấn đề về trẻ hóa da, lão hóa da, cũng như các cái phương pháp để mình làm trẻ hóa da của mình. Nếu các bạn thấy rằng cái video này hữu ích cho các bạn hoặc cho một ai đó thì xin các bạn hãy chia sẻ, hãy like và đăng ký kênh của tôi, kênh YouTube Bác sĩ Đào Kim Ngân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.